Trời ơi anh hai ơi là anh hai. Anh bắt phone đi. Rồi em sắp chết rồi mà sao nãy giờ em gọi hoài anh không có chịu bắt phone em vậy? À, anh hai, à, anh hai về sắp tới chưa? À, 5 phút nữa hả? Cái gì vậy? Anh là y tá mà. Nãy giờ em xong thông báo em sắp chết rồi mà gọi một chục lần 5 phút. Anh về chắc anh hốt xác em quá à. Người ta tới rồi, chắc anh không có cơ hội gặp em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Tùng với Tùng. Tùng ơi. Tùng. Trời ơi, thằng em tôi đâu rồi? Tùng. Em nè. Mày làm cái gì vậy? Ra đây anh biểu. Ngồi xuống. Trời ơi. Cứu em đi này. Cứu em. Yên lặng. À. Anh làm gì vậy? Bắt mạch cho mày. Nhịp đập em bình thường quá mà sao anh giật dữ vậy? Cái cách tôi coi mạch là vậy mà. Trời đất ơi. Mà mày bị cái gì vậy? Em có bị gì hết. Không bị gì hết. Mày không bị gì. Mà mày hối tao. Tao đang đi làm mày kêu tao về nhà gấp là có chuyện gì? Em sắp chết rồi. Tao làm y tá trưởng ở bệnh viện gần 20 năm rồi. Gặp bao nhiêu người bệnh nặng. Muốn chết mà đâu có chết được đâu. Thấy chưa? Mày bệnh gì mà nói mày sắp chết? Em không có bệnh nhưng mà em sắp chết trong một cách đau đớn. À, ý mày muốn kêu tao chích mày một mũi cho mày chết khỏi đau đớn chứ gì? Trời ơi, giờ này mà anh còn giỡn nữa. Anh ơi, hôm nay là ngày khui hụi. Tháng nào mày không khui hụi? Mày là chủ hụi mà. Trời ơi, sao anh xì lô pepper quá vậy? Là cái gì? Chậm tiêu quá. Anh hai ơi, em lỡ xài hết tiền hụi của người ta rồi. Cái gì? Mày âm mưu giật tiền người ta phải không? Trời ơi, em đính chính em không có âm mưu giật tiền nha. Em chỉ lỡ xài hết tiền của người ta thôi. Mày xài hết tiền của người ta? Dạ. Mày làm gì mày xài hết tiền người ta? Em... Mày đánh bài phải không? Dạ không. Kéo máy phải không? Dạ không có. Chứ mày làm cái gì? Em bị xui. Phải bị em cướp hả? Đúng rồi này. 11 thằng nó cướp em đó anh hai. Trời đất ơi, em cướp tới 11 thằng? Dạ, nguyên đội bóng đá nó cướp em. Em thua cá độ đá banh. Cái thằng quỷ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Dạ. Cờ bạc bằng tiền của mình, lâu lâu trời còn thương cho trúng. Dạ. Cờ bạc bằng tiền của người khác thì chỉ từ chết tới bị thương thôi. Mày em không biết, nghe hả? Em biết lỗi em rồi. Anh hai à, nhà chỉ có hai anh em mà là anh em ruột đó anh hai. Anh em như thể tay chân mà. Anh hai cứu em một lần đi. Anh nghĩ đi. Cái tướng em vậy mà giờ người ta tới người ta chặt đôi chân, rồi làm sao em sống? Giúp em đi anh hai. Cho em mượn một ít em trả nợ đi anh hai. Ít là bao nhiêu? 80 ngàn. 80 ngàn? Dạ. Thôi, tao không dám làm anh em như thể thì tay chân của mày đâu, nghe chưa? Mày nghĩ tao gì? Tự nhiên nó chặt tao hai cục chân. Chặt hai cái tay. Tao về tao lết ra đường, tao xin 80 ngàn ai cho? Tao nói thiệt. Bây giờ trong bóp tao 8 đồng còn không có. Có gì 80 ngàn? 8 đồng cũng không có anh hai. Anh hai. Cứu em đi này. Vì sĩ diện của gia đình, anh phải cứu em. Để giữ gìn cái uy tín của dòng họ nhà mình. Dẹp đi mày. Dòng họ nhà mình làm gì có uy tín mà giữ. Bà ta hỏi mày nè. Mày chơi hụi tới 80 ngàn lận. Dây hụi cao cấp. Em rủ 8 đại gia chơi. Mỗi tháng ta đóng 10 ngàn. Bây giờ 6 bà hốt rồi. Còn có bà Kim với bà Chi. Một chút hai bà tới đây. Bà nào hốt em cũng phải đưa 80 ngàn hết anh hai. Thiệt à. Tao không biết tại sao một thằng như mày á mà có thể gọi là thu phục người ta. Mấy bà đã giao cho mày cả đống tiền. Anh không phải là người nói câu nói này. Anh biết không? Người Mỹ người ta có câu: đàn ông đẹp trai lôi cuốn đàn bà bằng ngoại hình, đàn ông xấu trai lôi cuốn đàn bà bằng tài năng. Em là thuộc cái loại thứ hai. Mày có tài năng gì? Tài năng của em là dụ được các bà đưa tiền.
anh hai ơi, cứu em đi anh hai. Anh em như thể tay chân. Mày im cái câu lại nghe mày. Dạ. Hay chưa? Anh hai, kim cách cứu em đi anh hai. Nói thiệt á. Dạ. Tao mà không cứu mày thì mày trách là anh em không như thể tay chân. Đúng rồi. Thấy không? Tình nghĩa không có. Dạ. Nhưng mà cứu mày chắc chắn là tao cụt tay cụt chân luôn đó. Trời. Anh hai, anh nghĩ ra cách đi. Ba mẹ chết đi còn có hai anh em mình là hai anh em ruột mà. Đúng không anh hai? Quyền huynh thế phụ, anh nghĩ cách đi anh hai. Được rồi. Có ba giải pháp. Ồ, có ba giải pháp. Ba giải pháp sao anh? Một là mày năn nỉ xin người ta trả góp. Bây giờ một đồng em cũng không có lấy gì góp. Hai là mày bỏ trốn. Trời cao đất rộng, em biết đi đâu. Còn thứ ba, mày không cần năn nỉ cũng không cần bỏ trốn. Cái này được nè. Cái giải pháp này người ta gọi là chiến thuật mặt dày. Mặt em thì vốn dĩ nó đã dày, nhưng mà không được đâu anh. Con mẹ Chi, mẹ nhiều chuyện lắm. Bây giờ bà đi rao khắp cái bô xa là mốt em không còn cái đất làm ăn nữa. Còn anh biết rồi, chồng bà Kim là xã hội đen mà. Em không giao tiền cho bà Kim, chồng bà giác súng qua đây, trời ơi, bỗng bắn em một cái không có còn chỗ để lủng nữa. Mình nghĩ cách thứ tư đi anh hai. Được rồi, từ từ tôi tính. Ừ, tính đi. Trời, trời ơi, nhà nó có chuyện mà ai gọi không biết. Alo, Điều đây. À, cô Linda hả? Ừ, bữa nay cô chịu khó trực giùm tôi nha. Bữa khác tôi trực thay lại cho. À, tất cả những cái hồ sơ trực đó tôi để trên bàn đó. Cô nhớ cái bệnh nhân giường số 4 nha. Ông bị cái bệnh amnesia là mất trí nhớ. Hôm qua ông bị đụng xe đó, đầu bị chấn thương. Cho nên cái đầu ông bây giờ như là tờ giấy trắng. Thấy chưa? Quên hết những chuyện quá khứ. Bắt đầu phải phục hồi lại từ từ. Yên tâm, cái bệnh này nó vậy mà. Không sao đâu, cô thích care ông cùng tôi nha. Rồi, cảm ơn cô, bye bye. Anh hai. Cái gì? Anh lấy 80 ngàn của em phải không? Cái gì mày? 80 ngàn mới để đây nè. Anh đừng có chơi như vậy nha. Tôi giả mày tét miệng nha mày. Tao lấy tiền mày hồi nào? Nhà có hai anh em thôi. Em mới để 80 ngàn đi nè. Anh, hồi nãy tôi không có thấy gì đâu. Trả lại em đi. Mày làm cái gì vậy? Đâu rồi? Em mới để 80 ngàn đi mà. Ủa? Không lẽ mày bị mất trí nhớ hả? Đúng. Em đã bị mất trí nhớ rồi anh hai. Anh thấy em diễn giống không? Tối hôm qua em đã bị đụng xe, và bây giờ em đã bị Indonesia. Amnesia chứ không phải Indonesia. Thì nói chung cái gì mất trí nhớ, cái gì là a được rồi. Nói chung là anh phải cứu em nha. Một chút nữa bà Kim với bà Chi bà tới đây, anh cứ nói là em mất trí nhớ rồi, em đã đi Indonesia gì đó rồi ha. Dẹp đi mày, tao không quen làm mấy cái vui đâu. Thế cái kế này không có xong rồi đó. Anh hai, cái khác đi. Anh hai, ba má chết đi, quyền huynh thế phụ mà. Anh em mình là anh em ruột mà anh hai. Anh em như thể tay chân đó. Dạ, cứu em đi. Cái này là quảng binh thôi, tạm thời thôi. Em có tiền em giao lại cho hai bả liền anh. Cứu em đi anh hai nha. Thôi được. Tao mà không giúp mày á, mày nói anh em á là không có giúp nhau. Đúng, không rồi. Có tình nghĩa. Nhưng mà mày giúp mày á, chắc chắn là tao sẽ bị chặt tay chặt chân đó. Không có đâu, em kiếm tiền là em trả về mà. Giúp em một lần nha anh hai. Được em rồi. Vô nha anh hai, hai bà tới bây giờ. Nhưng mà nghe tao nhắc nè. Sao? Cái bệnh này là mất trí nhớ. Dạ. Cho nên mày nói càng ít càng tốt phải chứ. Nói nhiều nó lộ, hiểu không? Yên tâm, giúp rồi, em rồi, nha. Rồi, rồi, tao chỉ mày nha. Dạ. Vô đây, bà vô đây. Trời ơi, tới ngày khui hụi rồi. Vô đây. Kỳ này bà nhường tôi khui trước nha. Bà, tôi đang tính năn nỉ bà đợt này, bà cho tôi khui hụi đi. Tôi thấy chồng bà là xã hội đen thiếu gì tiền. Ê, nói gì đó? Trời ơi, tại sao ai cũng đồn chồng tôi là xã hội đen hết trơn vậy? Rồi đồn ảnh chồng cái gì? Chồng cây cần sa gì đó. Bà ấy, chồng tôi mà chồng nửa cây thôi tôi nứt họng tôi chết á. Ảnh không có chồng. Ảnh đợi người ta chồng. Sắp tới mùa thu hoạch rồi ảnh mới kéo đàn em tới ảnh hốt. Vậy là đi ăn cướp rồi còn gì nữa? Nói gì? Không ăn cướp không, ý tôi nói là chồng chị là đi đường tắt
rất là thông minh. Nhưng mà thực ra đợt này chị cứ cho tôi hốt hụi đi, tôi đang rất là cần tiền đấy. Trời ơi, bà đi thắm cái gì nữa hả? Cái gì? Chị nói cái gì? Chị nhìn kỹ mặt tôi đi, mặt tôi coi còn chỗ nào sửa được không? Sửa được tôi bay về Việt Nam, tôi vào Khơ Thị tôi sửa mặt ngay. Trời, bà này bà ghen dễ sợ. Bà bây giờ còn sửa chỗ nào được nữa, bà về đó người ta chỉ có cắt cái đầu của bà thay cái đầu mới thôi. Cái gì? Ở Khơ Thị người ta cắt được cái đầu mình nối vào cái đầu khác à? Trời ơi, quan tưởng quá đi trời ơi. Người đó người ta chỉ làm cho đẹp thôi chứ ai mà cắt đầu. Nhưng mà cần tiền để làm gì mà gấp dữ vậy? Ôi, nói thật tình chị em với nhau, đợt này tôi cần tiền để đi đến tiệm hột xoàn Hưng Phát USA. Bà này bà mê hột xoàn quá. Đâu có, chả là sắp tới là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Kỷ niệm ngày cưới thì chồng mình nó phải mua hột xoàn cho mình, mắc gì bà phải đi mua. Ô bà Kim, bà lấy chồng Việt Nam mà bà không hiểu tính đàn ông Việt Nam à? Đàn ông Việt Nam là không bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật của vợ. Cứ đến ngày đấy bà thích cái gì bà cứ đi mua. Mua xong về bà cầm cái bill bà đưa vào cho chồng bà tính tiền. Trời ơi, ve cái gì mà ve. Tại vì vợ xấu quá nó quên. Thử vợ đẹp coi nó quên không. Giống như tôi nè, tôi đẹp quá mà ông đâu có dám quên. Ông đi làm về có bao nhiêu tiền đưa cho tôi, nhiệm vụ của tôi ở nhà trang điểm cho đẹp rồi xài tiền của ông. Thế là bà có một người chồng quá ư là lý tưởng rồi đấy. Chưa lý tưởng nha. Người Mỹ, người nói người chồng lý tưởng là người Mỹ, nó nói là người chồng nào mà làm có được nhiều tiền mà vợ xài không kịp đó mới lý tưởng. Tôi đang kiếm nè, hôm nay coi có anh nào coi được tôi hốt luôn, tôi bỏ thằng chồng của tôi. Trời ơi, thời buổi này tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như thế. Có nước mà lấy Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đâu có lấy bà đâu bà. Hoàng Kiều mà ta lấy 27. Mà hả, bà thì đâu có bận tâm gì về đường con cái đâu. Tôi thì một nách ba đứa con gái luôn. Bởi vậy hả, người ta nói là diamond forever, kim cương là một cái gì đấy vẻ đẹp vĩnh cửu, quý giá. Nên tôi cứ phải mua dự trữ từ từ để mai mốt con gái tôi nó lớn, nó lấy chồng, chia cho mỗi đứa một tí cho nó có của hồi môn. Một tí cái gì? Bà đeo cái hột xoàn nào, hột xoàn ấy. Trời ơi, trời, lỗ đầu người ta mà bà nói một tí. Trời ơi, có một tí đấy chứ mà sưu tầm mãi nó được một rổ đấy bà. Bà biết làm sao không? Gì? Thực chất ra là tôi mê hột xoàn. Nhưng mà cứ bận lắm, đâu có thời gian đâu mà đi mua. Ở nhà đếm tiền suốt. Mà cửa hàng Hưng Phát USA thì rất là đảm bảo uy tín. Tôi cứ vào trang nhà của họ, tôi search, tôi tìm một cái hột xoàn nào thích, họ gửi về cho mình. Đấy, tận nhà luôn mà đảm bảo nhá, uy tín hàng thật mà nước tốt nữa. Đấy, tôi đeo nè, bà thấy đẹp không? Đấy, thôi, đẹp luôn. Kỳ này á, bà nhường cho tôi đi. Cho tôi hốt, tôi ra đó, tôi cũng lựa mớ hột xoàn coi. Nhà tôi cũng còn mấy cái rổ để chống đó. Ta nói cũng mua đeo của ổng nè, toàn đồ Hưng Phát không đó chứ. Đấy. Nhường tôi nha. Ủa mà sao kỳ nha, cái ông Tùng mỗi lần mà khui hụi là ổng gọi điện nhốn nháo hết, mà hôm nay không gọi. Đó, sáng nay tôi mới thấy chồng tôi đứng mài dao, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày khui hụi. Bình thường ấy mà mỗi lần khui hụi là cha Tùng hay tổ chức tiệc Tùng lắm. Mà hôm nay không có tiệc thì ít nhất hai chị em mình đến cũng mời mỗi người bát yến xào đúng không? Đằng này không có yến mà lại nhà cửa vắng tanh như đám ma. Đến đám ma còn có cháo mà hút mà. Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi! Tùng ơi Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Không cần, có anh Điều! Anh Điều! Sao ông Điều hiu thấy ghê vậy? Sao thế? Anh sao vậy anh? Ngồi ngồi đi bình tĩnh, có chuyện gì mà mặt hớt hải vậy? Chuyện gì? Sao thế anh? Tôi chưa thông báo cho hai bà nghe chuyện buồn. Ủa, chuyện gì buồn gì? Em tôi thằng Tùng á. Sao, ông bị gì? Tối qua, tôi bị đụng xe. Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chưa chết. Mừng quá. Mừng quá. Chưa chết. Chết. Vậy thì cứ kêu ông giao hụi cho tôi xong rồi ông chết luôn cũng được. Trời ơi. Ông đau giờ ông sao? Ông đau rồi. Dạ, nhưng mà bác sĩ nói nó bị cái bệnh... Amnesia. Trời ơi, ở Mỹ mà sao ngu quá vậy? Vừa mới đụng xe đem vô cấp cứu điền, đem qua Malaysia chết chắc. Cái gì? Đem qua bệnh làm chi? Đem Malaysia hồi nào? Mới nói đó. Amnesia là cái tên bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà có nhớ tiền không? Có nhớ tiền của tôi không? Có nhớ tiền không? Nó không có nhớ đâu. Hả? Hả? Mất trí nhớ là sao mà nhớ được?
Hôm trước tôi thấy nó có đem một đống tiền mặt về đây nè, tôi nghĩ đó là tiền hụi. Rồi tôi hỏi nó không nhớ gì trơn á, mà tôi sao mà không nhớ được. Trời đất ơi, anh em với nhau như ruột thịt, làm sao mà không nhớ được. Bà giấu tiền đâu chồng bà biết không? Chồng tôi dí xuống cái đầu tôi, cũng không có nói nữa. Đó, muốn gì là anh em mà không có biết được. Nhưng mà cái bệnh này á, ở Mỹ người ta đã chứng minh rồi, là có trí nhớ mà có quên, quên hết. Chỉ có tiền là không quên một đồng, một cắc để đâu cũng nhớ nữa. Đấy. Bởi vậy tôi nói ông nghe, bệnh này nó hay bây đó. Giờ cứ cách gì thì cách, ông cứ vào ông lôn tùng ra đây, tụi tôi nói chuyện một cái là ông nhớ ra hết. Không được, nó không nhớ gì đâu. Tôi nhớ mà ông, bây giờ nhớ mà ông cứ vào ông lôn tùng ra đi. Không đó, thì ông đợi tôi đi, tôi gọi chồng tôi qua tán vô đầu nó xúc cái não ra nó nhớ à. Trời đất ơi. Trời ơi, chồng tôi rảnh ở nhà đang mà giao đó. Bà sao nói chi năng gì ác đức vậy? Bây giờ người ta ai mà đi làm là bộ giả bị tai nạn bao giờ. Trời ơi, đi vào coi kêu ông Tùng ra đi, nhanh nhanh. Kêu ông Tùng ra đây. Kêu ông Tùng ra. Trời đẻ lên. Chớ tôi rồi bà ơi, 80.000 làm sao tiền đâu cho đi mua hộp xoàn được nữa đây. Sao? Trời ơi, tôi lo quá bà ơi. Không biết như nào. Tùng kìa, Tùng ra, lo cho Tùng ra kìa. Tùng ơi Tùng. Sao tàn tạ dữ vậy? Trời ơi, ông Tùng ơi. Sao thế này? Chết rồi, ông bị gì vậy? Đi đâu? Vô ngồi nghỉ liền đi anh. Ông đi đâu? Trời ơi, để xe nó đụng mà tan nát mặt mày. Đánh ra coi mày. Ông Tùng ơi. Ông Tùng. Sao chào ông mà ông bơ bơ vậy? Ông Tùng. Chết rồi. Nè, ai là Tùng? Mày là Tùng với ai? Mày là em tao, tao là anh mày nè. Trời ơi, ông quên hết, ông không nhớ. Ờ, sao chào, chào đi, chào mày đi. Mày là Trần Tiêu Tùng. Ờ, sao ngơ ngơ vậy? Tùng chào. Ờ. Chào Tùng. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà Tùng Tùng hết trơn vậy trời? Đâu có được. Mày nhớ lại coi, mày là Trần Tiêu Tùng. Ờ. Mày là em tao, tao là anh mày nè, mày không trời nhớ hả? Bà ơi, giờ làm sao giờ bà? Hả? Em là Trần Tiêu Tùng. Ừ. Ủa, anh tên gì? Trần Tiêu Điều. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại tôi thấy buồn cười quá. Bộ cha mẹ ông hết tên hay sao mà đặt hai cái tên hai anh em mà như là rớt vào hố đen ha. Má tôi nói á, hồi nhỏ tôi sinh ra tôi đẹp lắm. Ờ. Sợ ông bà bắt mất. Ờ. Nên mới đặt cái tên thiệt là xấu là Trần Tiêu Điều để ông bà đừng có bắt. Cái mặt ông hồi nhỏ đẹp lắm hả? Ừ. Nhìn mặt vậy mà đẹp mới ghê chứ trời ơi. Đó. Cái hàng xóm gặp tôi là cứ bồng á, bà cứ nựng nựng giống như nãy giờ bà nựng vậy đó. Nựng riết rồi hai má tôi nó sệ luôn vậy. Thì đúng rồi, người ta nựng ông nhiều tại người ta tưởng ông là con chó mặt sệ đó. Nó mới nựng. Giờ này còn quan tâm cái chuyện đó nữa. Ủa mà hồi nhỏ ông đẹp rồi ba má ông đặt tên xấu cho ông bà đừng có bắt. Ừ. Còn ông nội này ông xấu sẵn rồi đặt tên xấu luôn chi vậy? Có bật tên đẹp cũng đâu có ai bắt đâu. Đấy, bởi vậy. Tại ba tôi họ Trần, má tôi người Việt gốc qua họ Tiêu. Ừ. Nên nó ghép hai cái họ là đặt tên cho tụi tôi. Trần Tiêu Điều. À. Trần Tiêu Tùng. Ừ. Cũng may là có hai anh em á, đẻ thêm đứa nữa chẳng lẽ đặt là Trần Tiêu Tiêu Chạy. Cái gì vậy bà? Bà này ăn nói dơ giấy à. Bà đi kỳ. Bây giờ tôi mới là Trần Tiêu Đời đó nơi nè. Này này, tôi là Trần Tiêu Tan luôn đây này. Bây giờ 80.000 đâu? Này. Tránh ra. Khui này, rồi. Này, này, tôi nói ông biết nha. Ông bị gì chúng tôi không biết. Ngày hôm nay công việc của chúng tôi đến đây để là khui hùi, khui đi, khui khui khui. Đúng. Bây giờ mình phải khui bia ăn mừng. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, chưa có hốt hụi mà đâu mà khui bia ăn mừng. Trời ơi. Ông ơi, ông nhớ lại đi ông. Anh ơi, hai bà này là ai vậy? À, đây là bà Kim, bà Chi, hai người chơi hụi với mày, mày là chủ hụi đó. Ừ. Nhớ không? Nhớ. Kim Chi. Ờ, bà Kim. À, bà Chi. Không phải. Bà Chi. Kim Chi. Tôi là Kim. Ờ, Kim Chi. Ừ, đúng rồi. Ờ, tự nhiên thèm thịt bò Hàn Quốc quá. Cái gì vậy? Không nhớ rồi kìa. Anh ơi. Thịt bò chấm mắm tôm ngon quá em thèm. Đó, thấy chưa? Sao nhớ lúc nhớ lúc quên. Thịt bò ai chấm mắm tôm. Trời ơi, khổ quá mà. Ông hỏi cái vụ tiền đang để đâu coi. Đây nè. Dạ. Mày nhớ kỹ một lần nữa đi. Ừ. Mày để tiền ở đâu nói anh lấy đem trả cho người ta. Trong ngân hàng đấy, ngân hàng đấy. Hay là mày bỏ trong city box ở ngân hàng. Ờ. Nói đi, ngày mai tao chở mày ra ngân hàng lấy. Ngân hàng là gì? Hả? Em chỉ biết hai chữ nhà hàng hả? Trời ơi. Mày lôi, ông bà lôi, ông vô đây coi. Ơi, sao ngơ ngơ ngác ngác vậy? Không nhớ gì hết. Ông vào đây. Trời ơi, để tụi tôi. Bây giờ không nhớ tiền bạc của tụi tôi. Mày nhẹ tay giùm cái bà ơi. Trời ơi. Nó đang bệnh đó. Cái này số mấy? Số 3. Đó, bắt đầu nhớ rồi. Cái này số mấy?
Số 8. Đúng rồi, 8 là nhà của mình. Đúng rồi. Tổng thống Mỹ tên gì? Tập Cận Bình. Hai. Trời ơi, tổng thống Mỹ mà ông đội thành chủ tịch Trung Quốc luôn mới ghê chứ trời. Trời ơi, 80.000 đô Mỹ mà bây giờ ông đưa 8.000 tiền Trung Quốc chắc tôi giết ông quá. Anh hai, em sợ quá anh hai. Mỹ. Cái bệnh này đó mà bà làm ồn ào quá nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn, hiểu chưa? Để tôi. Em, anh dạy em mà sao em mau quên vậy? Ừ. Tổng thống nước Mỹ là cái ông Dano gì nó nghe coi. Em nhớ rồi. Tổng thống Mỹ là McDonald. Ba người bất trí hả? Tổng thống Mỹ là McDonald. Ta là Donald Trump. Trời ơi. Ai mà nhớ? Sáng nào cũng ăn McDonald hết thì nhớ McDonald thôi. Tổng thống có cho cái bánh nào đâu mà nhớ tên ổng. Trời ơi. Bây giờ ổng tên gì thay kệ ổng đi. Quan trọng là giờ 80 ngàn của tôi nè. Thôi nè. Dạ. Bà bình tĩnh đi. Bà đừng có làm ồn. Không làm ồn phải không? Bây giờ tôi hỏi tên một người này là ổng biết liền à. Ổng nhớ rõ nè. Nhớ chồng tôi là ai không? Đấy, chồng bà là nhớ ngay. Nhớ. Chồng bà là cảnh sát, chuyên đi bắt xã hội đen. Mày mới nói gì à? Dạ, anh ơi. Dạ. Thường mà cái nhan sắc này là cảnh sát nó thấy nó hay bắt nhốt lại lắm á. Mà sao ông cảnh sát nó chịu lấy bà làm vợ vậy anh hai? Cái gì vậy? Mày nhất. Dạ. Tức là này. Dạ. Mày bên đông phải dạy mày. Dạ. Không bao giờ bình phẩm nhan sắc của phụ nữ, hay chưa? Xin lỗi bà, có lẽ nó uống nhiều painkiller quá cho nên mắt nó mờ không có thấy cái nhan sắc tuyệt vời của bà. Ghê, tôi xấu là chết với tôi vậy. Dạ. Bây giờ tôi nói hai bà nghe. Ông bà đừng có nghi vấn gì hết. Tôi thấy tình hình này ông Tùng ổng bệnh nặng dạ, lắm đúng rồi. Rồi. Mình phải có cách nào mình chữa trị cho người ta để cho người ta hết bệnh. Ông, theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà làm y tá trưởng của ông hả? Ừ. Thì cái bệnh cà chớn này bao nhiêu lâu thì nó hết bệnh? Có thể vài ngày. Vậy được. Có thể vài tuần. Ừ. Cũng có thể vài năm. Cái gì? Hả? Dẹp. Vài năm mất giá tôi hết. Nhưng mà mau chậm là ăn thua cái cách mình điều dưỡng và cách đối xử của người chung quanh. Tôi yêu cầu các bà phải nói năng nhẹ nhàng. Đừng để thằng em tôi nó giật mình, nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Đúng rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ bà phải nhẹ nhàng. Nghĩ cách. Không. Bây giờ cách gì phụ, cách gì mà bằng mọi cách trong Tùng hết bệnh là tôi phụ ngay. Bây giờ cách gì ông chỉ đi, tôi làm ngay luôn. À, mình phải cho nó uống những loại thuốc bổ và những loại vitamin phục hồi trí nhớ. Rồi, được rồi. Tôi đến pharmacy, tôi mua thuốc bổ cho ông Tùng nhé. Dạ khoan. Còn nữa. Ừ. Còn cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nữa. Ồ, vậy hả? Dạ. Ăn uống hả? Dạ. Ồ, anh Tùng, từ sáng giờ anh ăn gì chưa? Ồ, anh chưa ăn gì hả? Thôi để đó em đặt đồ ăn cho anh nhé. Alo, Quán Hương hả? Dạ, cho em gặp anh Hoài Tâm ạ. Anh Tâm ơi, anh cho em đặt một con gà con hầm sâm cao ly, nấm đông cô, bạch quả, nhãn nhục nha. Dạ sao anh, gà con hết rồi hả? Thì mình nấu với bào ngư tôm hùm cũng được. Cho vậy bào ngư tôm. Em quên nó rồi. Ý thật ba không à. Dạ, tại giờ sáng tôi nói nó ráng hết bệnh đi, tôi dẫn nó đi ăn lobster với scallop. Ôi bà cứ nghi ngờ làm cái gì, ổng bệnh thật rồi mất trí nhớ. Để đó tôi đi ra tôi mua đồ ăn với lại mua thuốc bổ cho ổng nhá. Dạ dạ, sáng đó mua thêm ít trái cây. Ít trái cây dạ, hả? Dạ, hôm nay uống tụ sinh nhiều quá nên cần uống ăn trái cây cho nó mát. Dạ. Mà muốn ăn trái cây gì? Dạ, nho, cam, táo, chuối gì cũng được. Miễn là cái nào miễn có là vitamin C với potassium là được. Mày cái đó đâu có khôi phục trí nhớ anh hai. Chứ em muốn ăn gì? Dạ, sầu riêng Mã Lai, nhãn Hawaii, dạ, chôm chôm Thái Lan. Hả? Cái gì? Bệnh gì ăn cái thứ ác nghiệt không vậy? Ăn cái đó bên nước này còn mắc hơn ăn gà ăn vịt nữa. Mắc là gì vậy anh hai? Không có anh đâu. Anh hai. Chắc có lẽ là nó mới đọc trong cuốn sách chữa bệnh bằng trái cây. Đây này, chữa bệnh bằng trái cây này. Bà sao bà cứ đặt nghi ngờ suốt rồi. Dạ. Người ta đã bệnh thật rồi, người ta u cả cái đầu lên. Dạ, bây giờ này. Mấy người ở đây nhá, chăm sóc anh Tùng hộ tôi nhá. Tôi đi ra ngoài tôi mua thuốc này, mua đồ ăn này, mua tất cả mọi thứ về đây cho anh Tùng nhá. Rồi, tôi đi nhá. Tôi mua thì mua nhanh đi. Rồi, tôi đi ngay. Bà Kim. Cái gì? Giờ còn của mình bà đây, tôi biết bà cái tánh bà thì nóng nảy. Tôi nhờ bà chuyện này, bà chịu khó chăm sóc và chiều chuộng nó một chút xíu thì bệnh nó mới mau hết. Nó hết rồi thì nó có tiền trả cho bà ha.
ngoại lấy giùm em ly nước đi. Kêu ngoại lấy cho nó ly nước kìa. Không, kêu bà. Ngoại lấy giùm con ly nước đi. Hay quá, bây giờ triệu chứng nó bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi. Nó nhớ ngoại nó. Bà làm ngoại, bà ngoại nó đi. Ngoại à, con đợi ngoại chút nha. Ngoại già từ từ lấy nước cho con. Nước hả con? Dạ, thông cảm mà ngoại già từ từ lấy chai nước. Nước hả con? Nước hả con trai? Sao dứt vậy con? Đâu rồi? Ở dưới kìa. Dạ, má lấy chai nước lên cho con đi. Ờ, đợi ngoại mẹ già lắm rồi. Đi nhiều khi một tháng mới lấy được. Ngoại. Hả? Nó mới kêu má. Tức là nó nhớ má đó rồi. Trời ơi, chăm sóc. Má. Ừ, chăm má sóc. Là con. Má nè, con muốn gì? Má lấy chai nước, lúc con uống đi. Má lấy chai nước, đúng uống. Nhớ rồi, được tới má rồi. Nhớ tới má rồi. Từ. Uống đi con. Thả quạt. Sao con? Thank you. Đó. Biết thêm nhiều rồi. Biết thêm nhiều. Trời ơi. Mừng quá. Mà lấy cái gối kê cái chân cho con đi. Nè con gối nè. Kê chân lên con. Kê chân lên. Đã không con? Hồi nhỏ má hay bóp chân cho con lắm á. Hồi nhỏ má bóp chân, má thương má bóp chân á. Má chăm sóc cho con. Sắp phục hồi trí nhớ rồi. Con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép mà ngày dài tôi mang ơn. Con muốn bú sữa quá. Bà nội cha mày. Thuyền. Trời ơi, cái mặt mày bây giờ con đòi bú hả? Mặt mày là cai sữa 3 năm nay rồi. Bà. Trời ơi, nó mà bú sữa thì banh buồn sữa nó hay gì. Bà Kim ơi, nhẹ nhàng, không có được làm cho nó bị sốc. Sốc cái gì? Con đứt người ta, tao ngó rồi cái mặt cái cưng bó mặt, cái nhìn cái bằng mà bằng não đó kìa trời. Anh hai. Bà muốn có tiền không? Muốn. Chiều chuộng nó đi. Chiều chuộng. Ờ, má nè con. Mà lạ quá. Má xin lỗi. Con nhức đầu quá. Trời, nhức đầu rồi kìa. Trời, bây giờ làm sao không? Chăm sóc cho nó đi. Bóp cái đầu đi. Bóp đầu cho nó đi. Để má bóp đầu cho con nha. Bóp đầu mà. Ây da. Trời ơi, sao mà bóp vô cái chỗ u nó vậy? Đau quá. Ủa, nó bị đụng xe sao mà? Mà sao, tại sao bóp vô nó kêu chịu chết vậy? Nhiễm trùng. Tôi phải để một cái cây của trụ sinh vô chọc. Bóp vô nó kêu. Báo hiệu tới giờ phải bơm thuốc vô. À vậy hả? Cái lỗ đây bơm thuốc vô hả? Dạ. Trời ơi, bỏ kỹ chứ sao bóp vô cái nó xì hơi, nó kêu chiếu chết. Anh hai ơi. Sao? Giờ em nhức cái dài quá. Nhức cái dài. Đây. Bóp dài cho nha. Bình tĩnh nha. Đúng rồi. Bóp dài, cái dài nó liên quan tới cái đầu. Bóp cho nó mau tỉnh hơn nha. Em đi bóp cũng được ha. Sao? Chút nữa mình tiếp nhiều hơn chút. Cái gì vậy? Bóp mạnh quá. Đây, cái gì có cái đấy đây. Đồ ăn thức uống này. Sầu riêng Mã Lai là có sầu riêng Mã Lai trong anh đây. Qua bắt trái cây. Trời ơi. Đấy, nó nặng quá mà nó tuột ra luôn này. Đấy. Thơm quá. Thơm không? Đấy, biết thơm là tỉnh rồi. Ủa, trái này ăn làm sao? Trời, trái này hả, ăn dễ lắm. Lột cái vỏ ra, lấy cái ruột ra, vứt cái ruột đi, nhai cái vỏ, nuốt cái vỏ trong họng là hết bệnh rồi. Trời đất ơi. Ủa, ăn vậy hả? Ừ. Tuốt cái vỏ này vô rồi cái miệng nó tét sao? Có đâu, cái miệng này nó nuốt ba trái này cũng chưa tét đâu. Thôi, bây giờ tôi ở đây tôi cũng chăm sóc nãy giờ rồi đó bà Chi. Hả? Tôi chăm sóc rồi. Thôi bây giờ hồi nãy bà nói với tôi là bà thèm ăn xoài đúng không? Tôi ra tôi mua cho bà trái xoài, bà cạp cái hộp. Thôi bà này bị điên à. Dầu sôi nửa bỏng không lấy 80.000 tự nhiên đi rủ đi ăn xoài. Bà cứ nghe lời tôi đi, bà đã mệt từ sáng tới giờ rồi. Để anh em ta nghỉ ngơi rồi tiện đâu ta nhớ ra. Khổ thân quá, này tôi không có mê xoài. Tôi không mê hột xoài, tôi mê hột xoàn hơn phát. Thì cứ ra ăn hột xoài trước đi rồi lát có hột xoài. Không, tôi nghe lời tôi đi bà. Mà tự nhiên nó bảo người ta đi. Cho người ta nghỉ ngơi mà. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đi này. Trời ơi. Hai cái con mẹ ngu ngốc. À, thấy không? Bà Chi là cái con mẹ khờ nhất. Đã vậy còn có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày làm kiếm tiền mua học xoàn. Để làm gì? Mốt đám cưới buồn của chứ làm gì. Nhưng mà em nghĩ không ai lấy ba con quỷ đó đâu.
Còn cái con mẹ Kim nữa, anh thấy không, bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm hết. Mà cái lúc mà bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn á. Mày im cái miệng lại, mày đừng có tự phụ. Cái kế này chỉ quản binh thôi, nhiệm vụ mày là phải lo kiếm tiền để trả cho người ta, nghe chưa? Em biết rồi, nhưng mà tao chưa bao giờ làm ba cái chuyện gian dối như vậy. Mà vì mày tao mới làm. Bây giờ mở nhà, tao đi làm. Rồi, nghe chưa? Rồi yên tâm đi, em kiếm tiền em trả cho người ta. Làm cái gì? Ông đi đâu? Ủa, à, sao nó lẹ quá vậy? Vô đi, vô đi. Làm chi cho nó mệt cũng biết nữa à. Ờ, hai bà quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại hả? Nghĩ sao bà bỏ con vịt vô đây hả? Trời ơi, trời đất ơi, tưởng tụi tôi con nít hả? Trời ơi. Bây giờ bước qua bên. Bây giờ bà có muốn tôi nghe nó nói xấu bà không? Nó nói lúc nào? Đây. Trời, điện thoại tôi đó. Bà để quên điện thoại ở đây luôn hả? Để quên cái gì, tôi để lại để gài chứ để quên cái gì. Bà bước ra đây, bà nghe đây nè. Ừ. Trời ơi, qua mắt tôi hả? Nói xấu bà đây nè. Hai cái con mẹ ngu ngốc, nhất là cái con mẹ Chi, bà khò dễ sợ luôn vậy. Được, cái bà đã có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày bà làm, kiếm tiền mua hộp xoàn để sau này đám cưới bù của. Nhưng mà em nói anh nghe, ba con quỷ đâu mà ai lấy đâu. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Bà nói xấu bà, nó nói bà khờ đó. Trẻ con xấu như quỷ. Tôi không ngờ là cha Tùng này cha dám nói tôi khờ, mà nói tôi ngu ngốc, mà nói con tôi xấu nữa. Cảm ơn ông nha. Nhờ ngày nay ông nói như thế mà tôi bớt khờ nha. Bây giờ nè, bà xong rồi tới phần của tôi, nó cũng chửi tôi chứ đâu có vừa vậy. Nghe. Còn cái con mẹ Kim, trời đất ơi. Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm. Mà cái lúc bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn. Bà xấu banh nhà lòng luôn. Đó, bà thấy chưa? Nói mình vậy đó, may là tôi để lại, tôi thu đó. Thôi, bà, nghi ngờ rồi. Bây giờ tôi có cách rồi. Gì? Bà đưa cái điện thoại này đi. Tôi đem đến, tôi nộp cho Bolit. Nói Bolit đây là cái bằng chứng tố cáo người ta quỵt tiền mình cho vào tù. Hơi đau, người ta có câu vô phúc đáo tụng đình. Chờ được dạ thì má đã sưng. Hơi đau vậy, bà không biết chồng tôi là ai à? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, coi nó trả hay không. Ông xã hả? Ừ, em nè, ba chanh dây của em. Ừ. Ê, bà cho tôi hỏi ý kiến, chồng sao đen mà sao tên Thánh Thiện, ba chanh dây. Ừ. Tại tôi khoái uống chanh dây, ông đặt cái tên vậy cho tôi vui. À. Anh ơi, ừ, người ta giật tiền em đó anh. Mà giật tiền em là anh biết giật tiền của ai rồi phải không anh? Ừ. Thôi, đem hàng qua kia cho nó mệt. Anh cứ đi người không, sẵn á, đem cái cây chanh dây qua đây cho em. Ừ, lấy chanh dây nặng nước cho em uống. Còn lấy cái gai chanh dây đó, anh đè thằng Tùng xuống, anh khều hai con mắt nó lên cho em. Chị bà chắc chữ vậy? Chị Kim, chị Kim. Dạ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn chị Kim. Dạ, chị chọt đuôi mắt em rồi, em đâu còn thấy đường để đếm tiền hụi trả chị. Vậy bà ác. Bà ác quá. Sống như vậy thất nhân thất đức lắm. Mình sống mình phải từ bi. Bà làm như vậy làm gì cho cực. Bà cứ cầm trái lựu đạn qua, bà ném thẳng vào nhà chúng nó cho nó chết banh xác là nhanh. Anh hai, mình chết chùm đó anh hai. Mày lo tao theo chứ gì nữa. Không ơi, anh em như thể tay chân. Mày im đi. Dạ, cứu em đi anh hai. Thưa hai bà, tôi biết là nãy thằng em tôi nó làm ba cái trò lừa gạt như vậy là không có đúng. Với lại nó có lỡ xúc phạm là chê hai bà xấu. Đó, đấy, cái chỗ đó đó. Tiền bạc đối với tôi không có quan trọng, mà tôi biết chắc nó cũng không dám giật tôi. Nhưng mà cái quan trọng là nó dám chê tụi tôi. Ha, mà quan trọng nhất là nó chê tụi tôi xấu. Ở trên đời này tối kỵ nhất của người phụ nữ là chê ngu và chê xấu. Ngu à, có thể bỏ qua, nhưng mà xấu á thì tôi thù truyền kiếp. Tới đời cháu, đời chắc tôi cũng bắt nó phải trả thù. Dạ, yeah, tôi biết mà thù truyền kiếp, tới đời cháu mới bắt trả thù. Nhưng hai bà cũng đừng có quên, hồi nãy hai bà cũng đã chê hai anh em tôi mới sinh ra đã xấu rồi mà. Dạ đúng rồi. Không có sao. Này, ông lại đây tôi nói cho ông biết. Dạ. Người ta có câu trai tài gái sắc đúng không? Đàn ông mà người ta có chê xấu thì cũng không sao, tại đàn ông đâu cần đẹp. Còn phụ nữ chúng tôi là cấm tiệt không được chê xấu. Khi mà chê phụ nữ xấu mang một cái tội rất nặng, đấy là tội hình sự. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Đấy, bởi vậy bây giờ ông trả tiền đi, trả tiền cho chúng tôi đi. Dạ. Dạ, tôi tính vậy. Để ngày mai đi, tôi sẽ chạy lên ngân hàng thế chấp căn nhà này, rồi rút tiền ra
trả tiền hụi cho hai bà. Đấy, cách đó được đó bà. Tôi thấy được đấy. Dạ. Thì cơ anh hai. Ừ. Trời ơi, công nhận anh hai sáng suốt dễ sợ luôn vậy anh hai. Nhà giờ nó có giá lắm. Anh hai rút ra 100.000 đi. Ừ. 80.000 mình đưa lại cho hai chị. Ừ. Còn 20.000 anh hai cho em làm vốn. Ừ. Em thề với anh hai, kể từ bây giờ em sẽ làm ăn chân chính bằng hai bàn tay. Mày làm cái gì? Em sẽ kéo máy, chúng chắc mát kiếm tiền trả anh ha. Đập chết cha đây bây giờ. Không có. Mày kéo kéo ha. Mày kéo nó xuống hòm luôn ha. Anh em như thể tay chân mà anh hai. Dạ như vậy có được không hai bà? Được rồi. Ngày mai á, lo bà kiếm tiền trả cho tôi. Không ai tôi dẫn chồng tôi qua tới nghe chưa? Dạ dạ dạ. Còn biết qua mà cảm ơn người ta. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Ừ. Chịu. Dạ. Em cảm ơn chị khôn. Ừ, đấy, được đấy. Dạ, nói chung em... là tính tôi từ bi lắm. Người ta quan niệm rồi, tiền không là tất cả. Nhưng mà muốn có tất cả, mình phải có tiền. Đấy, bởi vậy cứ trả tiền là xong hết. Trả tiền đi. Dạ, dạ rồi để anh hai em cầm nhà rồi, rồi trả tiền lại cho được anh rồi, chị. Rồi, tôi lo. Dạ. Nè. Dạ. Qua cái việc này, mày có học được cái gì không? Dạ, có. Mình không có nên lường gạt người khác. Sai. Đó không phải là bài học lớn. Bài học lớn là không bao giờ chê đàn bà xấu. Đúng. Dù họ có xấu thiệt. Cái gì? Rồi về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ái chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi xô mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Ôi giời. Anh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Ừ. Dạ bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, Sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hả, hai bố con nay rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gơm. Thì cái gì nói nhanh nhanh cái tôi còn phải đi tập thể dục. Ừ, chị mà cũng tập thể dục có sao? Tôi xin lỗi ông anh đi. Tôi mà không có workout thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Ừ, sao biết? Tạ đè riết người càng ngày càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi, tập thể dục với cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi. Đi bà. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À nói chung là em sorry, sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nhá.
Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè, bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mà cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mình là con dâu. Chị Lý à? Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em, đúng không? Mà chị vừa lùng vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe, cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi con năn nỉ hoài vậy. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Gươm, chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Cơm con gái con lứa đứng dùng cái chân như tướng cướp thấy các ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm, thấy không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương, còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ lên để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ. Được Vạn Thọ cũng đỡ. Rồi đó, mỗi lần bà nhìn mặt tôi, cái bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba, đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng mà bỏ là đúng rồi. Trời đất ơi mày, nó dạy mày sao? Nó lấy người ta phải nói nhỏ nhỏ, mà nó ào ào mặt người ta nghe thì chửi sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mày nhỏ con mà khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á, nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có Lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Coi lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu như nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy. Bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba. Một lần nữa thân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè. Thiếu nhiều người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái thơ di chúc. Đó. Ui dồi ôi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tao còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chằng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Úi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả 100 lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác.
Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu? Coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không? May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá. Tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi. Có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi. Đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành. Khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bảy tầm ba. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu bà dùng từ zét cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu. Vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển, tôi với chị Lý Sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi dồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, người ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe, gom nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô không con hoài với bác. Dạ, em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Em sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị một chữ vậy chị Lý? Ôi chết, thôi quần một kệ mẹ nó đi. Này, thế con ơi, thế nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà một triệu đô đấy ơi. Bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Ừ, bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa, làm của hồi môn đó. Ừ, đọc tiếp đi con. Ừ, đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con, ngồi đây đi con, đấy ngồi đi con, đọc tiếp đi con, đọc bực tiếp. Bội. Ừ. Thứ ba. Ừ, tôi với ông hiện có hai căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho nứt con Hải Đường một căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương. Chị sống cùng tác tiếng chị về đây. Chị chứng giám được lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi. Cái gì vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm $1,000,000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ,
đấy, thấy chưa ông anh, nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để da mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị, làm sao mà tôi lãnh được 1 triệu đô với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi ôi, tại bút. Ừ. Ông với con hãy đường, ba nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng duy chúc nào mà hay như cái dòng duy chúc của bà chị nhà anh. Ơ mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ôi eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Ừ. Chị nói chị thân với lại vợ tôi. Ừ. Lúc đám ma của bà đó bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Ồ không nhầm, em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này con yêu của mẹ, gớm, nãy giờ con qua đây mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca. Con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Ê hồi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà đọc xong lá thơ cũng mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi, tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này ấy, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Ôi trời ơi. Được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Thế thôi ngày mai đi. Thế thôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ừ. Ôi, con bé thì nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi vậy. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi dồi ôi, cái con bé này. Ôi dồi ôi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn ấy. Con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập ấy thì người ta cho là lười. Mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu con nha. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi chết, về. Ôi chết 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 ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà dòng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. Là nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Không quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo, Dũng à. Con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ nó đi. Này,
mẹ nói cho con biết nhá, đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng mua đứt luôn cho mẹ nhá. Chào con. Trời đất ơi, cái bà lăng xăng kìa, đúng là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng. Mình giàu có mình thay đổi rất là nhiều. Bằng Lý. Ừ, cái gì? Dạ con. Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? À, nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi, nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá, thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi, bây giờ tôi về, tôi bận lắm nha, không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại tôi sao. Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi, con dâu con ở lại với mẹ đi này. Trời, tí nữa con ở đây ăn cơm nhá, xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo rồi. Ô, thấy người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nha, mặc áo xong ấy giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá, để có gì mẹ gì sai cổ mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi, biểu bà này ba cái bả thì người được lấy bả. Bà gì? Bác Lý này. Sao? Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác về. Ôi giời ơi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ. Ôi giời ơi, em rước về. Em ơi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi? Ôi giời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu, người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy? Ôi giời ơi, em ơi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ dối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào đến giờ con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui. Ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ôi giời ơi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉa ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao, vào đây, vào đây. Con ơi, con vào đây, nhanh nhanh. Gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Úi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình như này, ông Obama đây mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con. Con hiểu chưa, con yêu của mẹ? Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào?
Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ, mẹ khổ thầm lắm con ơi. Mau nước mắt thế. Ngày xưa ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà cặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lạy mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Này, tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Thế anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho con, mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhé, những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá, không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi, đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường, hải mật hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhỏ nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn bập phê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết à, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi, này, thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nha. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ hải hải hải, đường 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 mà thôi. Nói chung là con lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con lấy con hải đường. Không làm như ông trẻ con lên 3. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống, bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con ơi, đất ơi, phủ nhà có đám ma
sao hai mẹ con tu chéo gì gớm. Dạ, dạ không có ông anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén. Hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới. Đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ làm sao? Đấy thấy chưa? Mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, thùy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ. Con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ứa nẹo thế thôi chứ. Nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui giời. Tỏ tình đấy. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ, lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Được. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không phải, cái ý. Chị nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau chiều cao như nhau nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Tôi bây giờ ấy tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháu ấm bầu, tôi thèm cháu ấm bầu. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham nếu mà nó giành giật của tao à. Tao qua tao mút nó, lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. My God. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại bê đê mới đau được. Ôi là giời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết là nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh răng. Để đó tôi. Nhớ cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Ở đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không?
Trời ơi, hai mẹ, trời ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết á. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín 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 nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Làm khuê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Có nhiều khi đứng ngay hồi, có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì, bác có cách làm cho con thắng. Không được đâu bác ơi, cái đấy không làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng vậy à, kêu công là sao má? Ôi, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à? Ôi trời ơi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Trời ơi là trời ơi. Mẹ ơi, mẹ không, không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, đừng có giỡn nha. Mai tao cạo râu mày. Ôi giời ơi, mẹ bảo cho con biết, thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới, đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm, thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi giời ơi, là... Tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt bê đê hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con tự hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Từ nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi là trời. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì
xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi, tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp. Làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào. Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày! Trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ. Thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow. Cái gì? Gì vậy nữa? Trời ơi. Lên nữa hả? Sao cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ. Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi nó vào nhà tôi, tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi Bạc đi. Lý, tôi ngồi đây á. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nói quá. Tại vì Bác Lý ích kỷ thôi. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái, mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt, cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác, bác biết ông Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không dâu? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu, mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này, con nói cho mẹ biết con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này, ngày mai á con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng bóng bạc, người ta nổi tiếng người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm, ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bông với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng mà cũng làm rất nhiều tiền ấy. Này. Dày. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu, tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Lý sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cúng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mà phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha.
Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền ý, cũng may ấy, rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Du á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Du mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, ở đây em có người, có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng lắm cái gì cho nó già người ta. Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nỡ ăn thịt con, đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng thì anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Thì tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường, coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi. Nóng quá, nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi? Gần đình đâu có ai dám nuôi heo quá. Ờ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa quá. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Ông đài ông trời ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, ở đây hạn hán, quan coi lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được dữ luôn á. Năm nay thế nào cũng chết chứ quan ơi. Bởi vậy do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Rồi đây nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quan có chết không quan? Ừ. Làm sao mà chết được? Dạ. Tao có điều kiện mà. Dạ. Nếu cái vùng này là vùng đất chết. Dạ. Tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Quan lết đi hả quan? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quan dựng dần. Thôi đừng có quan. Dạ. Nhà quan cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài, sao mày không lên mà hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quan? Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Có gì là sông chung? Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu, em hiểu. Em quạt quan cho vui nắm. Khỏi đi. Dạ. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha. Em thấy cái vấn đề này em hỏi quan chút xíu nha quan. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi. Mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm quan, điều em đi chỗ khác ướt át màu mỡ để em lấy vốn lại được không quan? Mày nín, nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Ừ. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với quan mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ, em đâu có hổn. Em đứng gần quan, em đi với quan, em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hả? Thậm chí quan chửi thề có bữa quan nói tục nữa. Tao là quan, tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ em quan bớt giận. Tao hỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ.
Em nói Quang nghe, Quang giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyện chăn trâu thôi, chứ không có làm gì khác hết trơn hết trời. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông Bá Hộ cũng mua. Bá Hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông Bá Hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Rồi không biết ai làm cho nó cái bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã, ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy không? Rồi mày có nhận không? Không nhận ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Cái em cười, cái em bỏ tiền ông mua chức. Ông đưa em vô đúng quy trình, giờ em đường đường trở thành lý trưởng nè, hay không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần Quang, được hầu hạ Quang, học tập kinh nghiệm của Quang. Dạ, em mừng, em vui lắm Quang. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ, bước qua. Ừ. Dạ, bước. Dạ. Dạ. Sao cái chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hồi đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng Quang. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho Quang coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen, em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ một cái phun máu đầu ha. Quay về đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước Quang thì em dày. Dạ, em dày. Dạ, đó. Quang là em phải như vậy, mà Quang quyện em dày nha. Còn thượng thư là em xuống dày nữa. À, gặp bà thái giám hoặc là mấy ông dương gia là em lết ra, mấy em lết vậy là đó, lết vậy là lết vậy là gặp gặp vua là em dậy luôn đó. Này mày đứng dậy đi, làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời thế đó. Dạ, dạ Quang, con biết nhân thân em mà về em hỏi nhân thân Quang nha Quang. Hỏi đi. Trước khi Quang làm Quang huyện, vậy Quang vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là Quang cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ rồi lên làm Quang. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà Quang vui mày kinh sử mà vui. Quang lên Quang làm Quang huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà Quang vui, Quang làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong tự điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả Quang? Có nghĩa là mỗi buổi sáng, dạ, tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À, tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. À, gọi là chặn dê đó. À, này là từ mới đó bà con. Cho một tràng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang, chứ thật sự nó cũng là chăn dê không Quang. À, em nhìn Quang. Cái gì? Em nhớ Quang, lúc Quang chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông. Hả? Bên kia sông? Ừ. Đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày. Mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền, phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dê mày ăn, phải không? Mày nít! Mày nít trong ngầu mày đi! Quý mày, mày ăn cướp! Mày im đi! Cái thằng đó là tao đó. À, thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi, cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày. Mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm, chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cho nên bây giờ tao mới là quan nè. Tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. Mày đuôi trong sao là sẽ chân định đó. Lại cái bằng chứng bằng thờ, cãi cũng gạch lên. Đây cái sổ thu chia đây cho tao. Đi. Mày đừng. Mày chửi tao hả? Đâu có, em đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày đừng có sao. Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày con. Cho tôi kêu Quang. Ê. Dạ. Bà chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện,
Sao bà biết ta là quan quyền? Dạ, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng rẻo dày, không phải quan quyền, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng mai dứt dưỡng gì hiện về? Dạ, chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái quyển trần ai khoai củ khổ sở này, phải không quan? Dạ, dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ, hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ, từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái quyển này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây, 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 đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quan. Dạ, con người. Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, dạ quan cầm em. Để em tính. Nè các bà kia, mà ngon ha. Mà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết rồi, tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nha. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi, cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Đáng ra là... bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Ờ, bỏ thu phí à? Ờ, qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó, giá đây là giá, phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền, bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ừ. Ăn giọng rồi sao vỡ cản lên? Tự vỡ. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới, con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này đi làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lộng ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nha chưa? Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó vậy? Dạ, cái vụ này, dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông, dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Ừ. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng đấy. Chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Ừ. Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy. Có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà. Đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ, cái gì dạ quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về à? Tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người, một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội. Trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội, tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nghe. Chỉ của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ dạ. Mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sắc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Thôi được rồi,
về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ, dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi dạ, được rồi đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời đất ơi, già sắp xuống lỗ rồi mà đặt đi kiện đi thưa. Cái thứ bà hả, xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu bà quýnh tôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi bà là cái gì? Để cho người ta nhào 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 ở đây ta bu là ta coi. Biết hết bí mật của mình hay sao? Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bà đi. Lo tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Bà la mê sa nô ta la mi nô xí bà nạ mi đá kỳ nà. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á trời vậy. Dạ cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cái cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới lần đầu em đọc em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này gì vậy ông nội, cái ông đồ bùi ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh đó. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tụi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À, cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt. Đợt 1 làm đường, liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ. Đợt 2 chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt 3 xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của tao. Ở đó không? Mày nít. Mày nói nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của con xí đú đặt cô như mà gì. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật. Lên xe là xe. Phần đây ạ. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổng mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Yeah. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quá à cao hơn lý trưởng cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Rồi. Dạ, dạ 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 thỉnh pháp sư vô. Dạ dạ quan. Dạ mời pháp sư. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ, 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 chẳng hay ai dựa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bốn cánh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu. Cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ.
Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải cái hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng khoai cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tôi biết mà, cái thứ trâu dê này tôi biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời, tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài, tức quá con ra đây con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần. Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật? Sắm lễ vật đó? Vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng, dạ, ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong đâu có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thần bé lỗi giò bây giờ. Mày dím mày không chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết thần, không biết trời, thần. Trời. Cái tiền vàng đó đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình, mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thằng Hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi, vàng này của bá tánh nè, vàng của bá tánh đấy nè, nhiều quá nè thần ơi, đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất. Ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ, con xin thần, xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi. Đây á, các ngươi khổ, dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe. Dạ, đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời. Dạ. Mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. Dạ. Mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết. Nó chỉ biết thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Hả? Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây, cả
cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là Bá Tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu Bá Tánh đi thà ơi. Hoàng ơi, cứu Hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống như vậy. Gia thần, Đại Hồng Thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tính ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên, dạ, phải làm một cái trấn yểm, nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à? Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu. Chết quá trời. Chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông à, trời. Trời ơi, con rảnh quá. Cha đó cái nước thượng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì? Dạ. Yeah. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Dạ. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tao suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Dạ. Được. Tao quyết định. Dạ. Ta cứu cái biệt phủ ta trước. Hả? Dạ trời ơi, con lại quan. Quan ơi, con lại quan. Lại quan, quan làm ơn, quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết quan làm quan, vàng bạc của quan chất cao như núi. Quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy á. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Còn lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đất ơi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng rồi quan cứu cả xứ này. Vậy đi, chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong cái huyện có nhà em mà quan. Trâu gì hết quan ơi, tới đâu quan. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè. Bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước. Ừ. Để cho gia đình tao bình yên vô sự. Để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá. Đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới hô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi,
Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao không tế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì hả? Cái gì? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải, ta là quan thượng thư bổ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay, như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Yeah. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Yeah. À, thì ở đó mày chờ tao. Dạ. Yeah. Như quản tha tội giùm em thấy con cóc, em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ. Cóc rồi. Biết cái gì? Cho tao chút. Bà lão à. Rồi. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. À, bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng. Bà đem bà phân phát cho dân làng của ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm, cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi. Con đội ơn quan, trời đã chứng rồi. Có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làng dạ, ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà con được cứu rồi. Cái con mẫu kia, cái của đó. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ, lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện, hay cho quan tri huyện. Ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái di bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được, nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì. Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả?
ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, một bao nhiêu tiền này? Bao nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sao tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ, dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ, ghi cũng được, nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại? Dạ nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ, cái nhà, cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi, ơi. Nhưng đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi, chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó, ông chửi mình quá trời rồi đó, ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi? Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhân. Đưa đây. Dạ, cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi, vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi, cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu tộc. Nhanh lên. Dướng đôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi, nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dòm quan thiệt em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vòng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hàng hăng, tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Tao quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đại. Cái phần này phải chia cho tao. Chia móc chị chia phải ba. Chia bảy bé đi. Mày... Nè, bước lại, bước lại. Nè, mày nói cho biết nha. Ông mà không có làm quan. Đó. Bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ, cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Liệu có ông Dương gia thiệt cầu xin ông xuống đây, ông xử tuổi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Đấy, ăn được đâu. Mày kéo. Mày kéo. Mày kéo. Mày ăn không có tao.
Thank you.